đẹp luôn nha các bác, ba đẹp luôn nha. Chất liệu là hương đá pha la nha các bác nha, hàng này là hàng hương Việt nha các bác nha. Vân chun sụn nhưng mà cái này chỉ có một quả duy nhất, cái này là gỗ hương nha các bác nha. Hàng liền khối à, gan 39 và cao 39, giá 5.300.000 là em bao ship. Còn bác nào muốn lấy mộc thì em giảm 100k nha các bác nha. Lấy mộc thì em giảm 100k, 5.300.000 em bao ship à. Chất liệu là gỗ hương Việt 100% nha các bác nha. Bao đẹp luôn, không đẹp em không lấy tiền quả này đâu nha các bác nha. Xung quanh là rất là đẹp nha, không một lỗi vết nha các bác nha. Hàng bao đẹp luôn, vân như cẩm luôn nha các bác nha. Không phải hương BTA là gì anh? Hương Gia Lai anh ơi, anh Tâm Tâm Quang ơi. Hương ta là hương Gia Lai nha bác nha. Em chào bác Nhất Hiếu nha. Chuẩn hương Gia Lai chị nha. Đó, mình kiểm tra hàng cho em, nếu mà không phải em trả tiền đền cho anh chị mình luôn. Đó, tặng cho anh chị mình nha. Nếu không phải hương thì em chuẩn em hương nha. Thiệt hương Gia Lai cho em nha, hương tại địa phương em nha, bác Tâm Hồ Quang nha. Đó, chị mình nhìn cái vân chất gỗ chị biết rồi nha, chất gỗ nặng mà cái vân thì rất là đẹp luôn này, vân chun sụn của gỗ tự nhiên nha mọi người nha. Cao 39 và chiều ngang là 39 nên chị mình nha. Rất là đẹp luôn này. Anh Nhất Hiếu tham khảo em không, anh Nhất Hiếu ơi. Giá là 5.300.000 em bao phí ship vận chuyển anh chị mình nha. Đó, chum này đường kính to như này giờ rất là hiếm rồi anh chị mình nha. Hàng bao VIP luôn. Không đẹp không lấy tiền của anh chị nhà mình nha. Giá chỉ có 5.300.000 em bao phí ship nha, cặp lục bình. Anh Nhất Hiếu ơi, cặp lục bình ạ. À? Đây nè, em có hai cặp anh nha, một cặp thấp và một cặp cao đây Nhất Hiếu ơi. Cặp thấp và một cặp cao. Cặp mà thấp là 1m1 là gỗ ké giá 6.200.000, còn cặp cao là 1m5, gỗ lim giá là 15.500.000 anh Nhất Hiếu nhá. Anh Nhất Hiếu tham khảo em, anh Nhất Hiếu ơi. Chào bác Tình Lưu đang xem. Đẹp quá, cảm ơn bác Tình Lưu nha. Được không ạ? Có hạt không? Có hạt nhanh công tử họ Phạm nha. Cái gì gỗ hương? Dạ, chung gỗ hương đây này, anh Nhất Hiếu ơi, chung gỗ hương. Chung gỗ hương nha. Có hạt, có hạt luôn. Có hạt nha bác công tử họ Phạm nha. Rồi đếm lên cặp hạt nha anh chị mình tham khảo nhá. Chung hương này anh Nhất Hiếu ơi, ủa em thích chung hương không anh? To vào, chung hương to đây này, chung hương này cao 39, đường kính ngang là 39 đây nha. Đó, gỗ hương bây giờ tương đối hiếm rồi anh ơi, anh chị mình này. Rất là đẹp luôn nha. Đây, chào bác Kiều Trí đang xem nha. Đây ạ, cặp hàng đây nha anh công tử họ Phạm ơi. Cặp hàng đây nha. Đây nhá, hàng đây. Hạt là cao 60, giá là 1.600.000 em bao ship anh nha. 1.600.000 em bao phí ship, cao 60 đây này. 1.600.000 anh công tử họ Phạm nhá. Ủa em cặp hàng đi anh này. Đó, đẹp lắm luôn anh. Đó, tháng này là tháng Vu Lan báo hiếu này, mình trưng trên trang thờ gia tiên nhà mình một cái sản phẩm nào đó đấy chị này. Đó, bên em có đầy đủ đồ thờ luôn nha. Anh ơi, thêm lên chị em anh ơi. Giá đó thì em chưa giao lưu được đâu anh, vì đồ thờ em không có sách giá đâu anh nha. Vừa thứ nhất nữa là gói, đóng gói nó rất là khó này. Thứ hai nữa là đồ thờ thì em không có sách giá đâu anh nha. Vì cái hàng tâm linh đấy là em không có sách giá nhiều đâu anh. Mình bớt một chút, thôi bớt cho anh 100 để lọc lá đi anh. Đó, anh cũng có lọc và em cũng có lọc anh nha. Anh thêm lên chị em đi anh. Thêm lên chị em một xíu đi anh công tử Hòa Phạm ơi. Đó, thì hai em cùng có lộc lá về đồ thờ này anh nè, đồ thờ, đồ linh thiêng em không thích giá đâu anh nha. Nếu có thiện chí thì thêm lên cho em nha. Ủa, không được đâu anh ạ, giá đó thì em chưa giao lưu được đâu anh. Đúng rồi anh ơi, chẳng có shop nào bán như vậy đâu anh. Vì hàng nhà em chuyên đồ sỉ em biết rồi anh nha. Anh cứ yên tâm đi, anh tham khảo tất cả các shop đi anh nha. Mấy lại tùy theo gỗ anh nha. Cặp này của em là cao 60 nha. Nếu mà anh lấy cặp 50 đi anh. Nên anh lấy cặp 50 đi anh nha. Cặp này của em là cao 60 đi. Đó, anh lấy cặp 40 được không anh? Sau đó anh lấy cặp 40 anh nhá. Ôi, cái này
đây đi học nhỉ? 2 tháng 7 chưa giờ mới 1 giờ. Anh nha, anh lấy cặp nhỏ hơn được không anh? Anh lấy cặp nhỏ hơn đi anh. Anh thêm lên cho em 100k đi anh, thêm lên cho em 100k đi. Đây cặp này là cao 60 cơ mà anh. Cặp này cao 60 mà anh. Thì chỉ thêm lên cho em để em cầm ba ship anh nhá. Rất là đẹp luôn anh ạ. Không biết má về, má đem về. Chào bác Quỳnh Lê đang xem nhá. Anh lấy cặp hạt to này anh công tử Hóa Phạm ơi, thêm lên cho em một xíu đi anh. Cặp hạt to là đẹp anh này. Cặp cò ta. Em Minh Lê, cặp này giá là 1.600.000 anh nhá. Cặp này 1.600.000 em bao ship. Nè. Chào bác Thị Nở, cặp lục bình của em phía sau đấy là một cặp gỗ ké và một cặp gỗ lim nha. Cặp thấp là 1m1, giá là 6.2 triệu, còn gỗ lim là 15.500.000, 1m5 nha bác Thị Nở nha. Chị Thị Nở nha. Cặp này giá là 1.600.000 này nha. Bác Minh Lê ơi, 1.600.000. Anh thay lên cho em đi công tử Họ Phạm ơi. Đó, vì hàng đồ thờ anh bớt một chút thôi, không bớt nhiều nhiều như vậy đâu anh. Qua wow, chị tắt cho nó đi.